Sao giường không nhà trống vậy trời? Bông nhiều quá mà không thấy thiệp chúc mừng. Vậy là mình tới trước. Mình tới trước là cơ hội về mình trước. Này, xong rồi. Hôm nay phải tỏ tình với nàng thôi. An ơi, hôm nay sinh nhật của An. Tôi rất là vui. Tôi biết là tôi tới sớm. Nhưng mà nhân cơ hội tôi tới sớm, hai đứa mình ở không. Làm gì anh? Trời ơi, làm gì nói chuyện mình như bị khùng hả? Tại vì vui quá, tới sớm được cho nên vui. Vậy hả? Bạn tới sớm nhất luôn á. Sớm nhất luôn, mời Mỹ Nương ngồi. Gì Mỹ Nương? Mỹ Nương, tôi là Sơn Tinh. Làm sao? Trời ơi, bạn không phải tên Sơn Tinh đâu. Tôi tên Toàn, nhưng mà cái này là cái quy định chung rồi. Trong lớp có hai đứa theo bạn, thằng Toàn với thằng Dưỡng. Hôm nay là ngày sinh nhật của bạn. Ai tới trước thì đó là Sơn Tinh. Toàn tới trước, Toàn là Sơn Tinh. Dưỡng tới sau, Dưỡng là Thủy Tinh. Trời ơi, sao dám tự nhận mình là Sơn Tinh vậy? Thì cái tên thôi thấy là hợp rồi. Thí sao dụ hợp? Như giờ An đi chung với Toàn là An Toàn, thấy không? Thấy hợp không? Còn mà An mà quen với Dưỡng, An Dưỡng, thấy muốn về hưu rồi, không có hơn. Hay quá ha, phân tích hay quá ha. Hay chứ, tôi chạy nhanh lắm mới tới đây trước được á nha. Nè, chạy nhanh hả? Đi xe đạp điện mà chạy nhanh cũng nguy hiểm lắm đó. Ai nói là tôi đi xe đạp điện? Chứ đi bằng gì? Đi bằng xe máy. Trời ơi, bạn đi bằng xe máy hả? Bạn chưa đủ tuổi lái xe máy đâu. Ai biết tôi chưa đủ tuổi trời, cái mặt tôi nhìn da chát. Ai nhìn mà nghĩ tôi còn nhỏ đâu. Nhưng mà sao bạn có xe máy bạn đi vậy? Tôi xin ba má tôi. Ồ, vậy mà ba bạn cũng cho nữa ha, hay thiệt. Trời ơi, tôi là con cưng mà. Ba tôi ngồi ở đây nè, má tôi ngồi ở đây nè. Tôi á, trong nhà có mình tôi là con trai à. Cho nên là đặt tôi tên Toàn là Toàn Vẹn á. Lúc nào cũng là người hoàn hảo hết á. Tôi vừa lên đồ rồi xong tôi gặp bà tôi, cái tôi nói ba, hôm nay sinh nhật của bạn An. Bạn An là một con hay nói với ba đó. Bạn nó con thích lắm á. Ba cho con lấy xe máy đi nha. Ba tôi nhìn tôi á. Rồi sao? Ba bạn đồng ý hả? Trời ơi, nghĩ sao mà ba tôi đồng ý vậy? Làm sao? Không có cho lấy, nghĩ sao ba tôi cho lấy. Xong mà ba tôi nói không được lấy xe đi nha, muốn lấy đi lấy xe đạp điện đi. Cái ba tôi lấy đồ đi làm luôn. Ủa rồi sao bạn có xe máy bạn đi? Trời, tôi muốn khóc luôn. Tôi quay tôi nhìn má tôi. Má tôi ngồi kế bên, tôi nói má ơi. Má thương con không má? Con nói với má nghe, bạn An rồi sinh nhật người ta một năm tới sinh nhật có một lần à, đâu phải như ba đâu, năm nào á làm sinh nhật hai ba lần. Nhà mình giàu, nghĩ sao mà đi ăn sinh nhật rồi bận bộ đồ vậy, đi xe đạp điện, bạn bè coi thường con thì ít mà coi thường cha mẹ con thì nhiều á. Cái con nói vậy xong cái mẹ nói thôi mà con phải, con còn nhỏ con lấy xe đạp điện. Má ơi, mới nghĩ sao vậy má, con lớn rồi đâu phải còn nhỏ đâu má ơi. Má thương con à má. Cái má tôi hả, tự nhiên má tôi nhìn tôi hồi cái làm như má tôi muốn khóc hay sao á. Má tôi vừa lấy khăn giấy chậm chậm mắt rồi tôi giật chìa khóa xe tôi đi liền. Trời đất ơi, ủa vậy là mẹ bạn cũng đâu có cho đâu, vậy mà bạn cũng lấy xe đi nữa hả? Không cho mà kệ đi, lấy đi rồi về tính có gì đâu. Không lẽ ba má tôi quýnh tôi chạy? Trời ơi, bạn gan quá à.
bạn mà đi như vậy đó nha là bạn chưa đủ tuổi nè, rồi xong rồi bạn lái xe đi là công an á hả bắt được là phạt bạn à, rồi giam xe luôn cho coi. Bạn ác quá à. Bạn nghĩ sao người ta vừa mới lái xe đi bạn trù nó bị bắt bị phạt không à. Nó vui mà hôm nay vui miễn sao tới sinh nhật bạn. Ai bỏ chuyện nó qua bên đi, đây tôi mua cái bánh kem cho bạn. Tôi lựa 6-7 cái mới ra một cái bánh kem mà màu sắc sặc sỡ vậy. Hôm nay sinh nhật tôi. Ừ. Ngoài bạn ra mình còn có nguyên nhóm bạn nữa. Ừ. Mà nhóm bạn mình khoảng mấy đứa vậy? 6-7 đứa gì đó. À. Rồi bạn muốn bánh kem vậy ai ăn ai nhịn. Trời đất coi nghĩ sao một cái bánh kem nhỏ xíu vậy? Ủa sao kỳ vậy? Sinh nhật ai? Tôi. Sinh nhật bạn mua bánh kem cho bạn ăn thôi, còn mấy đứa kia nó ăn chực thì bạn mới bỏ tiền ra bạn mua bánh cho nó ăn chứ. Đúng không? Vậy là tôi ăn. Thì 5-6 bạn kia nhịn. 5-6 bạn kia muốn ăn là bạn phải bỏ tiền ra ăn. Chứ tôi đâu có rảnh đâu tôi mua một lượt cho 6-7 đứa ăn. Trời đâu phải sinh nhật tôi. Ha. Trời ơi. Mà hả, lần đầu tiên trên đời á nha, An mới thấy một cái bánh kem vậy á. Nãy giờ để ở đây, thấy có cái gì đó trước mặt mà không nghĩ là cái bánh kem. Chứ nghĩ là gì? Tưởng cái lẩu không à. Cái lẩu phải có than nha trọng. Cái này bánh kem, nấu bánh kem tao lựa kỹ lắm á. Nè, coi nè, một bất ngờ lớn nè nha. 2-3 than 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 than. Cái gì vậy? Cái này là cái gì? Lẩu kem. Ủa sao kỳ vậy ta? Trời, trời đất ơi. Sinh nhật bạn gái đang cua mà nghĩ thì sao đem cái bánh kem mắc cướp. Mình giỏi mà. Mày đuôi mày. Hả? Cái bánh này kêu bánh này mày nhìn ra kem tùm lum tùm la mày kêu bánh giò. Mày bị điếc hả? Mày nghĩ sao mà ta kêu bánh giò? Mày nói bánh gì? Bánh giòm. Ta kêu bánh dày kìa nghe không? Trời đất ơi, cái gì vậy không biết nữa. Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà cái giọng của bạn mình mà nghe không được làm sao? Nói bánh gì vậy? Trời ơi, người ta nói vậy, người thì phân tích nói bánh giò, người phân tích cái chữ đó là nói là bánh dày. Ý bạn này nói là bánh này là bánh dở. Phải không? Trời ơi, đúng không? Đây 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 ghi vô đi. Trời ơi cái giọng gì đâu nói. Nghe kỹ nha. Giờ. O. M. M. Hỏi. Giờ. Trời ơi. Trời ơi. Bất đồng ngôn ngữ quá. Bất đồng ngôn ngữ mà làm bạn được hay thiệt á. Ờ mà đúng rồi. Chơi với nhau bao nhiêu năm được. Ê khoan khoan khoan. Vậy. 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 Vậy gì cảm vậy? Sao sao chúng nó có mặt tại đây? Ừ đúng rồi. Ủa ta tới từ nãy giờ rồi, tao ba đứa tao ra làm sao thấy phong cảnh thoáng mát rồi ngồi đó uống trà đàm đạo. Ờ bạn nghĩ là bạn tới trước á hả? Trời bạn ác với mình quá vậy bạn An. Thằng Dưỡng đâu, kêu thằng Dưỡng ra đây luôn đi. Dưỡng chưa tới. Chưa tới. Dưỡng chưa tới hả? Ừ. Ơi vậy là chúng còn làm được sân tinh. Trời ơi suốt ngày. Nào 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 nào. Gì? Mấy đứa tới trước rồi mấy đứa có nghe lóm gì của anh không vậy? Có, nghe, nghe hết luôn, có nghe cái vụ mà cái gì cái lẩu bánh kem rồi thích ê mấy tao thích nhất đoạn nào không? Nhất đoạn nào? Cái đoạn mẹ ơi mẹ chờ con đi với xe. Mà sao vậy? Tôi xin lầm lố không mà tao xin má nào gieo nào. Chứ còn gì nữa? Tao nghe vậy đó. Đó là tao xin thí dụ cho vui vậy thôi chứ không có. Tao nói là tao đi má tao lấy xe đi là má tao không cho tao má tao đi vậy đó. Nhưng mà bây giờ cái này nó mới là quan trọng nhất nè. Quan trọng gì? Có tình ý người ta đúng không? Mà giấu giếm tụi tôi đúng không? Bây giờ nghe được là biết rồi đó nha. Rồi sao? Rồi sao? Bộ có tình ý với người ta, không có tình ý với bạn, bạn tức hả? Trời ơi, ôi mặt là rồi. Rồi làm sơn tinh thủy tinh nữa mới ghê. Thôi nó nghe nè, bỏ qua chuyện này đi. Bây giờ mình bàn cái chuyện bạn này nè hả? Sao? Bạn này là đi xe máy tới đây nè. Rất là nguy hiểm đúng không? Trời ơi, mày đi xe máy tới. Xe máy cơ. Thì sao, có gì không? Thì nguy hiểm chứ làm sao? Nguy hiểm gì? Nhà tao giàu tao đi xe máy nó mới là nguy hiểm. Nhưng mà chưa có bằng lái xe sao ai dám cho đi xe máy? Phạt đấy. Ủa chưa có bằng lái xe là không được đi xe máy. Chứ sao? Sao? Sao chưa có bằng lái xe mà biết chạy xe máy là tao có quyền đi xe máy. Trời ơi. Mày không biết cái gì hết à? Trời ơi, dám nó ngang. Ngang gì? Thì mày biết sao mày chạy là không có gây tai nạn thôi. Trời ơi, bởi vậy tao nói mày nghe nè, nghe bạn này hay nói nè. Bạn hay nói những cái câu mà chí lý. Đúng rồi. Trước khi bạn lên xe máy đi ấy, là bạn phải đủ tuổi có giấy phép lái xe. Không có giấy phép lái xe đi kiểu gì chả bị phạt. Đó, nghe kỹ chưa? Tao chỉ nhấn chữ phạt. Sao vậy? Mới lái xe đi ngày đầu, người này nói phạt thì kia nói phạt, có hôn xui. Không, cái này là bạn này dặn dò trước thôi chứ bạn này nói là nếu lần sau mà bạn còn đi nữa thì thế nào bạn cũng bị phạt.
Nè, mình nói cho mấy bạn nghe nha, mình đi xe máy không bao giờ bị phạt được. Tại vì sao? Mình thấy mấy anh công an là mình né liền, làm sao mà phạt. Trời ơi, vậy có bị ra em chạy như bạn nguy hiểm là đúng rồi. Chứ còn gì nữa? Nguy hiểm gì? Mình mới tới đây là lúc nào cũng phải vui vẻ, sinh nhật người ta vui. Tới đây có cái vụ xe máy bàn vô hoài. Nói vụ sinh nhật đi. Bạn vụ sinh nhật đi. Rồi. Mấy đứa bạn thân thiết. Trời ơi. Đó thấy chưa? Trời. Đẩy lại. Trời ơi, tôi không hiểu nổi. Cái này gọi là cái bánh kem đó nha. Trời. Không đem đi đâu bánh kem. Cái kiểu bánh kem mà mua ở đâu thì ghê vậy. Trời ơi, còn cái quần áo là gì đâu mà cái gì mà dính sình dính đất cũng lớn vậy. Đi vô rửa mặt đi ông ơi. Ê, xin lỗi nha, mình là tay đua kiệt xuất nha. Mình chạy xe là đàn ông bây giờ phải là bụi đường nó dướng vào quần áo nhìn nó mới đẹp. Nhưng bữa đổ vậy là sinh nhật. Cái này bữa đổ gì? Cái này là sình bùng á. Nhưng mà bữa này là sinh nhật cho nên là phải vô rửa mặt lại đi cho nó sạch sẽ. Chứ mình có đang chụp hình nữa. Các bạn tức quá. Thấy không, mấy đứa bạn chơi với nhau mà làm như không có thân với nhau. Vô là xỉa xối nhau không vậy? Ủa sao ông thân? Rồi ta chơi thân với nhau thôi chứ. Muốn cho ông đẹp chút hồi lên hình đẹp thôi vô. Ấy bà ý bạn không thân là sao? Mấy bạn này á thiệt á, bây giờ chơi với nhau á mà hợp nhau lại là sao thấy cãi lộn không à. Mình cũng thấy là không có hợp hay sao á. Hợp mà. Sao mà chơi với nhau không? Sao? Tại cái tên thôi mới chơi chung á. Ủa tên sao? Không phải tại cái tính. Tên sao mà tên sao? Thì nghĩ đi, mình tên An nè. Rồi ai tên Toàn? Đây. Toàn. Ai tên là? Là. Ai tên bạn? Đó rồi, An Toàn là bạn cho nên mới chơi. Chưa, còn mình nữa chi? Bạn tên gì? Mình tên Nhé. An Toàn là bạn Nhé. Dạ. Rồi, được quá ha. Ủa thì ra tụi mình. Ủa tụi mình chơi thân là nhờ cái tên hả? Trời ơi. Ủa nó giỡn đâu chứ. Thôi đi vô giùm tôi cái đi. Nói gì nói cuối cùng cũng đuổi tôi vô à. Vô chạy đầu rửa mặt đi. Vào chạy đâu đi. Nè đi vô lấy cái lược. Nè. Nè đi vô lấy cái lược chạy đầu nha, chạy bảy ba giùm tôi cái đi ông nội. Đầu này tóc không có, chưa chạy đầu. Rồi đòi làm sinh tật. Anh này cầm cái gương cho Toàn đi. Tạo kiểu luôn. Ê tôi nghe hết rồi nha. Cho tôi đi. Thôi tự xử đi ha, không ai giúp đỡ đâu. Ủa mà nói sao bạn dưỡng lâu tới vậy ta? Không biết sao mà đi lâu dữ vậy. Ủa ông đúng giờ lắm hả? Bạn dưỡng. Bạn quá đáng rồi dưỡng. Bạn nghĩ sao? Đi sinh nhật bạn bè không mà sao rủ bà theo? Không phải đâu. Trời ơi. Mấy bạn từ từ để mình kể cho nghe. Sao? Cái này là mình gặp bà ở ngoài đường thôi. Chứ không phải là người nhà của mình. Ủa chứ ai đây? Hồi nãy á, trên đường đi qua đi sinh nhật nè. Cái mình đi xe buýt, mình xuống cái đoạn đường một chiều gần vô đây. Mình thấy bà đang đi bộ lơn tơn vỉa hè vậy đó. Rồi một cái người thanh niên chạy một chiếc xe Honda chạy một cái dù máng vô bà cho bà té ra ngoài đường luôn. Trời ơi. Bà có sao không bà? Mình cũng tưởng là cái người đó sẽ xuống đỡ bà lên. Ai gì hả? Sao mà đụng xong rồi á quay lại nhìn một cái rồi lụm cái bịch gì đó rồi bỏ chạy mất tiêu luôn. Trời ơi. Rồi vậy là mình với mọi người nè, đỡ bà vô rồi mới mua bông băng chăm sóc cho bà nè. Mình mới dẫn bà về nhà. Sao mà đi vòng vòng cái vô đúng cái nhà này của An luôn. Ủa sao bà vô nhà của An sống về nhà của bà? Sao vậy bà? Bà có lộn nhà không? Cũng có lộn gì? Bà nội tôi. Trời ơi. Bà nội. Dạ chào bà nội. Chào bà nội. Nội có sao không nội? Tôi đau muốn chết. Ở đây rồi còn đau nữa không vậy? Nội. Không. Trời ơi, cái mông cho con ơi. Trời ơi. Trời ơi, nó chạy xe gì mà nó chạy. Hình như nó mới giật đồ xong hay sao á mấy con. Con Mỹ vậy. Okay. Xong nó dừng xe lại. Tôi tưởng là nó quay lại, nó đỡ bà lên. Không, lùm cái bánh. Xong rồi nó vèo nó đi. Cũng may là có con á. Cảm ơn con. Trời ơi. Nội tự nhiên đi lên đây rồi không chịu gọi điện cho con ra đón hay là ba mẹ con ra đón. Để đi mình nguy hiểm vậy. Không có, sinh nhật con. Bà muốn để cho con cái surprise. Cái gì surprise? Surprise là gì? Bất ngờ đó. Surprise. Nhưng mà không ngờ nội bất ngờ hơn. Bị cái thằng quỷ đó áo sọc. Áo sọc Anthony rất là bảnh trai. Đúng rồi Anthony là bỏ áo vô thùng đó. Phải dùng. Trời ơi. Mà nội thấy mặt không thôi nội? Không, thoáng thoáng rồi con, không có thấy rõ lắm. Đúng. Nó đi cái xe màu gì? Nội nhớ không? Nó nhìn ngang, nội mới nhìn vậy thôi. Nhìn xéo vậy thôi, không thấy rõ.
Nó đi cái xe màu đỏ. Trời ơi, đừng có hỏi nữa, mà cho miếng nước uống coi. Trời ơi, lấy nước cho nghe nè, nội ơi, trời ơi, là con chừng hả nội, nội hên á, nó đụng nó bỏ chạy là nội hên á. Ủa sao nói vậy? Đúng rồi, có nhiều lúc hả là nó ăn cướp á, nó giàn cảnh ăn cướp ghê lắm, nó làm bộ hay nó đụng xe mình hả, xong rồi hả cái nó cái bu lại chẳng hạn, thí dụ nè, thí dụ cho nó bạn nghe nè, thí dụ mình đang đi đi đường của tiện có người đó, dạ con đứng lên làm cái người mà để nó cướp thử. Đó thí dụ mình cầm cái giỏ là đó, là thí dụ bạn giật đi đó, mình giật đi giật đó, cái mình bạn chạy cái mình thấy mình ăn cướp trời ơi, trong lúc mình dí nhà ba bốn người nó bu lại nha, một là nó chặn xe mình lại, hai giải bộ nó tâm xe mình cho mình ngã xuống cho mình khỏi bắt ăn cướp, nó giàn cảnh trời ơi. Nói vậy là nội người hên đó, nội là như bị đụng xong rồi nó bỏ chạy là nội hên đó. Nó cướp tao cái gì? Nó cướp đợi tao hả? Có sắc cái gì đâu mà nó cướp? Cái vỏ này thôi, nó cướp cái gì trong đó? Không biết, bây giờ con nói giận cướp nó lộng hành lắm. Có cái gì nó cũng cướp hết trơn. Trời, cái vỏ mà vỏ đệm vậy nó cũng cướp nữa đó. Wow. Ghê chưa? Ghê vậy hả? Được rồi đó, con viết kịch bản được rồi đó. Đúng rồi. Kịch bản là đưa đạo diễn người ta làm phim cho con. Không có thiệt, có bảo đăng nhiều má nội. Cỡ giống như đồ đang chứng kiến vậy. Happy birthday cháu của bà. Happy birthday chú Dung. Đó đi ngành. Happy birthday chú Dung. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday chú Dung. Cái gì con nghe không được, cái chữ cuối là gì? Miss An. Con á là con khoái ăn ổi đúng không? Dạ. Mùa này không có ổi. Đây, ngoại hái cam lên cho con. Trời ơi, con ơi, uống cam đẹp da nghe con. Con khoái ăn ổi, ngoại hái cam đó ngoại. Thôi có gì đỡ đó. Con khoái ăn món thứ hai ngoại biết đó là sầu riêng. Ủa, có sầu riêng. Con cũng thích lại, con cũng thích nữa nội. Cho nó. Trái sầu riêng. Ngoại đem trái xoài. Trời ơi. Ủa sao kỳ vậy nội? Sầu riêng ăn nóng nổi mụn. Con bị lên, trời ơi, mai không có sầu riêng đó con. Có sầu riêng hồi nãy tôi té thì gặp cái mặt vô cái sầu riêng là bây giờ mặt tôi nát bấy rồi. Nói chung là gì hết rồi đó con. Nói. Quá trời. Cái cây nó dính cái gì, cái ghê vậy. Này, dính bánh của cái thằng đó đó. Trời ơi, vậy trời. Cái gì vậy? Đây, trong toilet tự nhiên vô mở phòng mở cửa kiếm nước là sao trời? Tôi không biết chỗ lấy nước ở nhà bà, cho nên tôi vô. Bạn kỳ lắm, bạn kỳ lắm, mình biết mình đẹp, bạn đâu cần phải làm gì đâu. Thôi mở mình đứng mà chảy đầu không mà mình lao. Chảy đầu lâu thế. Ủa gì nữa? Thôi, ăn không? Không ngờ luôn nha. Trời ơi, sinh nhật mời bạn bè nhỏ nhỏ tuổi nữa rồi, xong rồi hỏi người to tuổi tới dự như vậy. Hay quá ha. Biết ai không? Ây da! Trời ơi, gì vậy nội? Ủa sao vậy? Cái ai không? Cao tuổi không đi sinh nhật được hả mày? Ủa sao tự nhiên ai vậy? Bà nội tôi đó! Chào đi! Dạ được, bà nội cũng ăn cũng được. Bé hả? Con bé. Bạn hả con? Dạ. Bạn con á? Con tên gì? Dạ tên Toàn. Toàn. Dạ Toàn Sơn Tinh. Trời ơi, Sơn Tinh biết rồi. Sơn Tinh. Toàn Sơn Tinh. Con á, bà thấy con không toàn sơn tinh mà con toàn là quỷ á. Trong cái con người của con toàn là quỷ không à. Ủa nội, sao lại chửi như bệnh phạm vậy? Anh nói con đến đây bằng cái gì? Dạ con đến bằng xe máy. Xe màu gì? Dạ màu đỏ không? Đội cái nón bảo hiểm màu gì? Dạ màu vàng á. Trời ơi, sao biết phối màu dữ vậy? Trời ơi, áo sọc khe sao con không mặc áo màu xanh cho nó hay á. Được. Cho nó đẹp. Được. Ngoại chọn cho con. Nội chọn cho con. Trời ơi. Nội nói gì con vậy? Chẳng hiểu. Ủa? Gì hết trơn á. Đâu tụi con nói chuyện đi, lát nội nói chuyện sao. Ủa là sao? Nội nói chọn là sao nội? Dạ. Ủa sao bà nội của An có cái cách chào ngộ nhỉ? Ủa nhưng mà đã chọn bạn muốn gì nữa? Quên hết. Nhiều khi ta nói là thương nhân quá đánh nhau đau. Bây giờ mình chụp hình sinh nhật đi. Nội chụp hình tụi con tấm hình sinh nhật nha nội. Phan riêng vàng toàn này á. Đây con ngồi đây. Mời con ngồi xuống đây. Con ôi thôi. Ôi thích nha. Thì ngoại té. Con cái thằng mất dạy cái nó đụng ngoại té. Đây, ủa sao té. bị đụng xe đâu vậy nội? Thì cái góc đường gần nhà đây nè. Con ngồi xuống đây đi. Ngồi xuống để nội chụp biết con tấm hình. Trời ơi, nội đây chụp riêng nha. Chụp hình mà. Tiền mấy còn gì nữa. Phải chụp hình. Chụp rồi, đây con lấy điện thoại con chụp cho nội chứ. Thôi đừng chụp hình chung với người lớn tuổi vậy có hôn không? Sao vậy? Gì ta? Nội bạn ngay nói chuyện bậy bạ. Dạ, nội, con xuống con chụp với nội liền rồi. Hồi nãy tao quánh cái cam á, bây giờ tao quánh ra cái sò
thôi bây giờ. Dạ, được rồi. Ngồi đi, coi chụp hình với nội. Ngồi đi. Trời ơi luôn. Nội muốn chụp hình riêng với Toàn hả? Đúng. Rồi, chụp hình đi, đây con chụp cho. Bạn. Cười lên đi Toàn. Sao? Nó không còn xấu gì hết. Ê, chụp hình với nội xong mày nhăn quá vậy? Cười lên. Con ơi, đứng góc này nè. Mày đứng kia bên đó. Nội ơi, sao nó miếu rồi nội? Cười lên con. Đó, cười tươi dễ sợ, bạn tay cười lên. Trời ơi, cái giọng nói này nghe quen. Trời ơi, tấm hình nó nổi cười tươi dễ sợ, còn bạn nó nhăn quá à. Ờ, sao vậy? Bạn này, nhăn khúc. Trời mà con đứng lên. Chịu kiểu khác hả nội? Dạ, con qua đây. Bây giờ vậy, mấy con không muốn nói gì không, để hòa nội nói luôn á. Thì thôi, bây giờ đầy đủ rồi, bây giờ mình đi ăn sinh nhật con đi. Dạ. Đúng rồi. Sinh nhật hả? Dạ. Ờ, thôi rồi, ăn. Dạ. Còn không ăn sinh nhật. Dạ, cái bánh kem á. Bánh này kem. Ủa? Dạ không, này lẩu kem. Của bạn Toàn mua đó nội. Đây, Cô nến. Phải có nến. Mình mua 2 cây nến, lượng là mình tượng trưng là mình một cây, bạn ăn một cây. Rồi đó coi. Toàn, còn cây ở đâu? Cái này, nến này là nến đám cưới mà. Tự nhiên đi mua cái này. Ý đồ. Còn một cây. Ghê thiệt. Đó đám cưới của dì mình lấy á. Trời. Cây nữa đâu? Còn cây nữa đâu? Hai cây nữa mà. Ủa tới 2 cây rồi mà sao rớt mất tiêu 1 cây rồi ta? Một cây nữa không ta? Cây mà để đâu cái lột coi. Có khi nào phải quên nhà không? Nội cháu. Ủa? Có cây không? Nội có đem cây vậy? Giống luôn. Y chang vậy nội. Thì đó, nội lụm. Ủa sao có băng keo băng lại nữa vậy? Y chang nè, băng keo nó băng lại hết này. À, vậy rồi băng lại. Ủa sao nội xài đèn kỳ tình nhân vậy nội? Tình bà nội cha mày chứ tình. Ủa là sao? Sao nội có cái đèn kỳ này? Tao lụm đó. Lụm ở đâu nội? Lụm ở đâu ạ? Ôi vậy á. Là cái thằng quỷ này nè. Dạ. Nó đụng tao. Ủa? Hả? Xong rồi á, nó quay lại, nó nhìn. Tao tưởng là nó quay lại, nó đỡ tao ngồi dậy. Ai ngờ nó hút cái bánh kem. Trời ơi, cái bánh gì thì... Trời ơi, như cái đồ bùa nhù, cái đèn cày nó lấy được một cây thôi, nội phải lụm lại một cây. Trời ơi! Thiệt là cái người trong nội là bạn này là bỏ chạy luôn á hả? Sao mà bạn tệ quá vậy? Người ta lớn tuổi rồi, thì bạn đụng người ta thì bạn phải xuống bạn đỡ người ta lên, xin lỗi chứ. Bạn này hả, bạn đụng người ta xong rồi bạn bỏ chạy đi là sao? Nội, bạn có biết đây là bà nội của bạn An không? Tôi đâu có biết. Tôi biết bà nội của bạn An, bà nội tôi không dám bỏ chạy. Mày đến mày! Bộ bà nội của An là mày không cho là đụng mày đỡ hả? Còn người ta là mày bỏ mày chạy hả? Đúng rồi đó. Bất kể ai cũng vậy con. Con chạy ngoài đường, con tông một con chó hay con mèo, con cũng phải thắng xe lại. Nếu mà nó chết thì con phải có trách nhiệm là con đem con vật đó con bỏ vô thùng rác. Lỡ ai chạy đụng vô cái xúc vật đó người ta té cũng ăn tội thấy không? Phú hồ, người ta là con người hả? Trời ơi, cha mẹ con dạy con vậy đó hả? Trường học dạy con như vậy đó hả? Trời đất ơi! Trời ơi, đúng ngờ á! Đại bạc! Đã nói là không có được chạy xe máy, chưa có đủ tuổi mà. Chạy xe máy là thế nào cũng bị mà. Bị phạt tiếp. Đúng rồi đó. Tại vì tôi thấy hình kia có công an, cái tôi mới chạy vô trên đường một chiều. Ai ngờ bà nội đi qua đường. Rồi đụng tay xong cô không đỡ lên nữa. Tôi thấy bà nội lùm cồm, bà nội đứng lên rồi. Cô xin lỗi nội, đừng đánh con nội. Đây, nội nói. Thứ nhất, chưa đủ tuổi không được chạy xe. Dạ. Thứ hai, nếu đủ tuổi rồi khi mà tham gia giao thông là phải có bằng lái này, thấy không? Đó rồi có chứng minh nhân dân, có đầy đủ tất cả các giấy tờ trong người thì mới được chạy xe. Dạ. Đúng rồi. Biết chưa? Dạ con biết rồi nội. Trời ơi là trời. Những người gây chết người là như tụi con đó, như con đó. Trời ơi, cái bánh này nổi điên không? Trời ơi. Còn nhiều ăn. Tại con lụm gấp quá, con lụm kem không mà còn bánh bông lan biết rớt đâu luôn. Trời ơi, mình mai nè, gặp cái cậu này nè. Dạ. Thấy không, đưa vô bệnh viện, không có gãy tay, chỉ chạy xuống ở ngoài thôi. Không bây giờ, tao ỏi e rồi, mày dám đốt nhà tao không hả? Dạ. Không ngờ bạn luôn á Toàn. Cũng may là bà mình á hả, chỉ chạy xước sơ sơ thôi đó. Chứ bà mình mà có chuyện gì á là mình không bao giờ tha thứ cho bạn đâu. Biết rồi mà, bà nội đứng dân con nghe bà nội. Thôi bà nội không giận, bà nội nói vậy đi. Sau này con chạy xe phải cẩn thận, thấy không? Rồi hôm nay ngày vui, bỏ hết. Dạ rồi xong. Bây giờ đi nhà hàng ăn. Khoan bà nội, nếu mà bây giờ đi nhà hàng ăn mà bánh kem này nó vậy là nó xấu lắm. Để con đi ra ngoài con mua cái bánh kem khác nha bà nội. Thôi, không phải đi đâu xa hết. Đây, chuẩn bị sẵn. Cái này là quà sinh nhật của Dưỡng.
tặng cho An. Trời ơi, tuy là cái bánh này nó nhỏ thôi nhưng mà mình có nhiều tình cảm mà chậm lắm. Trời ơi, ôi mình biết rồi nha, thì ra bạn này mới là sơn tinh nè. Bây giờ mới biết ai là sơn tinh đó nha. Trời, cảm ơn Dưỡng nha. Nhưng mà hồi nãy á, Toàn tặng cho mình cái bánh này á, là mình đã nói rồi, trời sao nó to quá à. Như đây người ăn sao hết, giờ tới viên bạn tặng cho mình cái bánh này, nó còn to hơn cái mình có lòng là được rồi. Mình có ăn cái món này tấm này thôi. Thôi bây giờ đi nhà. Dạ. Dạ. Dạ Quang. Nói đại hả? Cái bạn này nè, tuy là đụng bà nội nhưng mà nó cũng trầy xích sơ sơ thôi, không có gì. Nói chung mình cảnh cáo nội ha, mình bỏ qua chuyện đó. Nhưng mà cái tội á, mà hốt bánh kem dưới đất lên hả, để mang tới đây cho con ăn là phải xử. Để bà nội xử đi. Để bà nội xử, để bà nội xử. Thứ nhất là con phải mua một cái bánh cho bằng cái bà. Trời ơi. Thứ hai là đi cái nhà hàng nào mà thiệt là sang trọng, nó trả tiền. Đi ăn nhà hàng. Trời ơi, trời ơi, trời ơi.